đập vào mắt rồi xài thế. Chính ra là cái dòng 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 hàng gốc này công nhận không bị ảnh hưởng bởi dịch. Xong rồi nó lại tùy theo cái việc làm tay nó cứng hay tay nó mềm ấy. Như các cái dòng này khá mềm, tay tiếc rất mềm, nó cầu kỳ hơn. Nói chung là cứ cái loại nào mà nó chung là thuận mắt ai thì người đấy thôi. Thằng bạn bên kia nó làm toàn thằng tưng lên. Cái bệ như thế này là đẹp. Bệ bắt đầu tôi thấy đẹp rồi thật. Tôi bắt đầu kiểu một tóc mình không bết đi, nhưng mà thấy những cái dòng bệ này thì có mấy loại đấy, toàn anh em ấy. Nên là cũng không dám nói là đâu đẹp đâu rẻ. Toàn anh em ấy. Lòng mề cũng xào xáo đây. Và mọi người nhìn thì nó rất là sai. Đấy, rất là sai. Tôi vướng cái các ông phải hiểu mẹ, nhiều khi là toàn anh em cho nên mệt. Chê một cái pin luôn, nó pin luôn. Mày dám bảo tao xấu à? Đau đầu lắm, mệt lắm. Tức là nói ví dụ như ngồi uống chè thì có thể nói trêu nhau, trêu được, nhưng mà nên nay mà nói xấu ra là của tao xấu à? Nó lại hẹn đánh nhau cho tao cái hẹn. Đéo hẹn đéo ăn uống gì hết, thế nọ thế kia, bàn cách làm giàu là cứ phải đánh nhau đã. Đây quả đây. Còn nói chung đấy là cái vấn đề mà còn tôi cũng chỉ biết là làm thương mại thôi, chứ còn các loại dáng thế thì biết đâu ông thì thích thẳng tưng, ông thì thích vặn vẹo, xong rồi uốn éo đây một chùm này. Đấy, Tết này, hàng Tết này. Cứ 3 ngày không tưới nước, 1 ngày tưới đâm, 3 ngày không tưới nước, 1 ngày tưới đâm. Đây các cái bệ này nó rất là ấy. Còn cái nguyên tắc thì cái này nó vẫn là cái dễ nhỉ. Nguyên tắc thì cái này nó vẫn là cái dễ đây này. Xả ra, úi giời hoa này, úi giời ơi. Bọn này u cục mà tôi thấy cảm giác nó đẹp. Đẹp. Còn khế thì chỉ có mấy anh em làm thôi, mấy anh em mình làm, mấy anh em tôi làm. Cũng ở ngoài thì tôi không biết thế nào, nhưng mà kiểu mình cũng ít có thời gian mình đi lại. Đấy các bạn nhìn này, úi giời ơi. À, hoa này úi dồi ôi. Tí chụp lên phát thì thôi. Nhiều lắm, nhiều cây đẹp. Năm ngoái con rừng dở hơi nó phải mua hình như một chậu hay hai chậu, giá như các bạn mua lẻ luôn. Về nó chơi. Nhà vườn lớn nhất miền Bắc luôn. Nhưng mà về thằng ngu ấy nó cứ cắt lung tung thế nào. Bây giờ nó lại bảo mình bán thanh lý mất thì. Thật. Nó mang về chơi Tết đi. Nhưng cảm giác là đã làm như này rồi thế là nó ngứa mắt thế là nó cắt. Giả sử như các bạn không chuyên môn ấy, về thế là các bạn lại cắt chỗ này. Xong rồi để giật riết này. Xong bây giờ hỏng hết. Đấy toàn thế này. Nhưng thế mới bảo là không dám chê ấy. Có dám chê đâu. Nó thuận mắt theo ai thì người ta thấy đẹp. Chứ còn chê gì đâu. Anh thấy em có dám chê cái gì đâu. Mà nó cũng là cái điều kiêng kỵ ở trong like của mình ấy. Trong cái like của em có dám chê đâu. Tại vì khổ lỗi cái mộc ta mộc tàu còn chả dám chê. Xong rồi nhiều người không biết thì người ta lại bảo là ông bán mộc tàu thì ông lại chê mộc ta, ông bán mộc ta thì chê mộc tàu. Bảo nói thật ra là tôi ở giữa cái làn danh. Anh em thì có anh em sản xuất mộc ta, có anh em thì bán mộc tàu, có anh em nhập mộc tàu tận gốc luôn. Mình cũng có được nói thế đâu. Đôi khi thì nói thật ra là mỗi sản phẩm nó có một cái đẹp riêng. Xong rồi cái giá nó tương xứng. Còn nói một cách khách quan thì ví dụ như là cái loại này bên này đẹp hơn bên kia thì bên này sẽ hết trước. Xong rồi hết trước bên này thì bên kia khéo giá bây giờ nó đang cùng mức giá như thế này. Nhưng bên kia nó xấu hơn chẳng hạn thì mẹ cái loại ế thì khéo mai sau lại vì bên này hết rồi thế là bên kia lại bán được giá cao hơn. Mẹ lại còn khách khứa gọi lung tung. Đúng không? Che gì đâu, em có sợ ai che xem đâu mà. Nói chung là cái trong cái rủi nó có cái may. Ví dụ như cái loại này mà khen là đẹp thì mặt nó là ở trong các cái bài này thì nó phải có cái tính khách quan. Cái loại này thì nói chung là nó hoàn đèo vòng phòng vèo hơn. Nhưng mà cái loại kia thì làm theo một cái trường phái khác gọi là thẳng tưng. Gọi là túm tụm ở phía trên. Còn cái dòng này thì nói chung là cái bệ mấy cả cái phần thân mấy cả các thứ thì nó mềm. Cái bệ này nó cũng khá là đẹp. Mà ngay từ đầu đã nhận là không biết gì về, tôi cũng không hiểu gì. Hoặc em cũng không hiểu gì về cái dòng cây thế này đâu. Nhưng mà cảm giác các cái tay này nó cũng rất là kỳ công này. Đấy, tay của cái cây nhá, không nói người anh em nào là nói thế nọ đâu thế kia đâu nhá, phải pập pập ngay. Còn tay tán như thế này là cảm giác là nó ấy rồi.
Thì nói thật ra là như con thằng Tiến Béo ấy thì nó cũng phải mang một chậu này nó về, nhưng thằng ngu ấy nó chả biết cái gì. Thế là về cái tay của người ta đang đẹp như này, cái tay của cái cây nó đang đẹp như này, cô cậu làm cho phát gọi là bước sáng tạo, cô cậu cắt bố cái này rồi nuôi nuôi như này. Nhưng mà bây giờ chắc nó hỏng cây rồi. Thế là cả một cái vườn lớn nhất miền Bắc kiểu gì rồi, mai ngày kia nó lại bảo là thế bán được khế sao không bán cây khế ở vườn đi. Đau đầu lắm thằng. Còn sai thì công nhận là sai. Đấy, còn các cái thể loại rẻ hơn thì nó nằm ở các cái loại chậu này. Còn đẹp. Còn cái Thủy nó bảo là tầm này thì khế ở của các người anh em thì đều sai, nhưng mà thực tế là ví dụ như là sai hoa, sai quả là một phần. Cái thứ hai là ví dụ như cái bẹ này, cái rễ này, cái thân này, đấy cái thân nó mềm. Xong rồi tay tán cũng chịu khó làm. Đấy thì nó lại khác, còn hoa quả thì công nhận sai. Đập vào mắt phát là sai. Ngay từ đầu ngay từ đầu đã bảo rồi, nếu mà quay khế nha là phải quay cho tất cả mấy anh em cùng làm khế. Xong rồi chẳng may hú họa mà khách nó lấy cây này của người anh em này, khách lấy cây này của người anh em này thì mình không mang tiếng. Chứ cũng không dám thiên vị luôn. Cây này đẹp này. Ây mẹ, xài thì biết mình bẹt luôn. Này nhìn trên tổng thể nha. Kể có con dở hơi nó ra đây nó đứng thì mọi người mới nhìn rõ được. Bảo cái Thủy hay tôi nói thật ra là mẹ bán toàn rằng tay đéo cho bán, đau hết đầu. Ơi bảo mấy cái Thủy mấy cả cái thứ hai là mọi người hình dung như thế này này. Mọi người hình dung như thế này này. Là đôi khi là tôi quay tôi cũng không nhớ giá thật. Cái thứ hai nữa là đôi khi thì ví dụ như là tôi nhận, ví dụ tôi quay cây này, ông chốt cây này của tôi, xong lại có một ông lại hỏi cái Thủy. Thế là tôi mới nói cùng nhận một cái chậu này, ông bán cho hai khách. Thế cuối cùng nó mang tiếng. Thế tôi bảo bây giờ tôi chỉ quay cho mọi người thôi, còn mọi người thích mua cây này hoặc mua cây nào thì các ông chụp ảnh màn hình hỏi cái Thủy. Đấy thì nó dễ. Xong rồi tôi nghĩ là cái giá nó báo thì các bạn có thể mặc cả được, nhưng mà tôi nghĩ chắc là tùy theo các bạn thân đến thế nào, các bạn mua vài ba lần thì ở trên trang ấy hoặc lấy số điện thoại mà cái gì đây 09 bao nhiêu đây. Đây, hòa rất cái loại này này, bẹ nó rất đẹp này. Bẹ rất đẹp này. Còn đôi khi anh em ở vườn còn bán rồi ấy, cho nên là nói chung nó khó. Bây giờ đang xem live chứ có chịu ra đây đâu. Đang chả biết ở đâu đây này. Còn lần trước là anh em là phối kết hợp đo gốc đo ghiếc, nhưng bây giờ biết mình tự độc lập tác chiến được thế này. Cứ ngồi uống nước chè xem live đây này. Đây này, hoa đây này. Ui dồi ôi. Cây này đẹp. Trong cái thẩm mỹ của tôi mà nói thì cây này đẹp. Cây này về các bạn có thể ấy được. Nhưng mà về thì tùy các bạn nhá. Nếu mà mai sau mà các bạn ngu nga ngu ngơ mà các bạn cắt là hỏng cây là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Còn cây này trên tổng thể của nó là đang rất là đẹp. Đấy, hoa tùm lum. Cái hàng này thì làm để hoa Tết đây này. Quả Tết đây. Đấy. Đây này. Ôi cái thể loại nhà Nhật này ra kia đi. Đấy, bẹ rất đẹp nhá. Bẹ rất đẹp, hoa đang tùm lum nhá. Thân thủ là cũng là chấp nhận được. Tay tán thì chấp nhận được. Hàng này thì nói chung là các bạn xem live thì là, hoặc là các bạn mua về chơi thoải mái luôn. Hàng tuần thì cảm giác nó hơi đơn sơ. Nó cứ cái bẹ xong rồi nó u cục xong rồi nó thoát con bà lên. Cái hàng này thì từ cái tay này đã vặn này. À, tay nó đã vặn ra này. À, đẹp và sai. À, đi bán khế được đấy. À. Đấy các ông cứ mua hàng đất. Mẹ ông qua nó đề xuất cứ hỏi mua hàng đất. Mình bảo con thằng này dở hơi này, nó bán hàng đất còn đắt hơn hàng chậu. Đây là mua như này là về chỉ việc chơi Tết này. Không phải chăm sóc, không phải bấm biếc gì. Về cứ để là nó Tết. Và các bạn chọn nhanh thì là còn. Chứ còn ví dụ như là Tết nhất là lại mất những cây như cây kia. Cây kia, cây này cũng đẹp này. Cây này thì bẹ nó xấu hơn. Nhưng mà tùy. Đây cái loại này chả ra hoa đéo gì nhỉ. Ít hoa. Đấy, đi sâu vào trong này nhá. Cũng nhiều cái hay lắm, nhưng mà mấy cây ngoài này là cái bẻ vuông như này này. Cái giá nó khác. Không, thứ nhất là mình không nhớ giá, cái thứ hai là bán lẻ với bán số lượng nó cứ lung tung beng này thế nào. Xong cái nữa là ví dụ quay cho các bạn cây này thế nào, xong rồi mẹ lại có nắm khách lại chốt mỗi người một chốt một kiểu thế nào. Chả biết còn hay hết cùng mang tiếng này. Mình cứ nhìn cây nào có hoa mình thích. Nhưng bình thường là phải nhìn từ cái bệ này này. Quay chậm chậm này xong rồi. Trà thì nói chung là mình không có duyên cho nên chả biết cây trà mẹ. Cũng chỉ biết nó là trà cổ thôi chứ mà không biết là giống gì. Ôi trời ơi, mùi.
Mùi như kiểu mùi thuốc trừ sâu à? Nguyên nhà là phun đi. Hay đang phun khế dưới kia. Hôm trước mình vừa mới ăn khế thế nào. Là nó đã bảo là phun, nhà em phun đấy thế nào. Quẹ ra. Đây đi xuống thế này nhá. Cũng nhiều. Video nó dài quá vẻ cắt mất thời gian. Đấy cũng là cái dòng ấy này. Nhưng cảm giác cái dòng này nó đẹp hơn. Đẹp hơn của Tuân. Tuân nó cứ làm thẳng tưng lên buồn cười lắm. Đây, như này. Hoa tùm lum. Đẹp không? Nói chung là đẹp mà thật. Tức là cái bệ ấy, nếu mà mọi người muốn ấy thì còn cái dòng trà này thì tôi có chia sẻ mọi người rồi. Tức là một cái cây đẹp ấy, thứ nhất là nó được cái bệ. Cái thân nó mềm. Thân này, đây là bệ thì là từ cái này này. Từ cái phần mà xối rễ ra này. Cái thân nó mềm, tay cành đây này. Nó chia. Xong rồi cái quan trọng nhất mà dưới với những cái người mà kiểu chăm tắm như mình ấy thì là hoa quả nó phải nhiều. Đấy, hoa quả nó phải nhiều thì nó mới sẽ đẹp. Hình như hết bà nó dung lượng rồi không ạ? Đấy, chia tay, tức là được cái bệ này. Được cái bệ này, xong được cái thân này. Đấy, nhưng mà cây này cảm giác nó hơi thô. Nếu phải tôi thì nói chung là cây này chả được cái gì. Cây này chỉ được mỗi cái tay nó chia này. Chia hai tay này. Đấy. Cây này nói chung là so ra thì nó cũng đẹp. Nhưng mà cảm giác để ưng cái bụng thì có lẽ là cây này đẹp hơn. Đấy, hoa này. Bản thân anh em mình kiểu chăm tắm ấy. Mạ đầu tiên, yếu tố đầu tiên là chưa biết mày thế bệ thế nào. Mày phải sai hoa sai quả đã. Đấy, mày phải sai đã. Xong rồi mới đến cái phần vòng vèo ngoằn ngoèo. Xong rồi bệ nó uốn éo. Xong rồi nó mềm, nó dẻo thế nọ thế kia. Đây tay chia tay. Còn đôi khi là nó phải ế năm nay. Xong rồi lại cho lên cái chậu khác. Thế là các cái phần rễ con nó mới ra. Thế là nó lại đẹp. Đấy, như cái này nó rất mềm này. Còn để mà tách ra thì mẹ vườn nhiều quá cho nên là không tách được. Quay túi bụi như này các ông đéo biết cây nào và cây nào. Tí nữa chụp ảnh ra là chắc là chỉ có may ra là anh Tiến anh ấy tìm được cái cây theo ảnh thôi. Tôi tí nữa các ông gửi ảnh tôi đéo biết cây này ở chỗ nào, tôi vừa quay ở chỗ nào luôn, thật. Đấy còn đây này. Tôi nói thật, đây cái phần dưới là lá nó nhỏ thì có lẽ ở phía dưới này là khế chua. Trên này thì bên đằng Tuân thì nó có cả khế chua khế ngọt. Cây này đẹp này. Cam đoan cho ông cây này đẹp. Này. Ui ui. Cao thì nó tầm 1,5 m. Đấy. Hoa quả tùm lum. Hoa quả tùm lum. Hoa tùm lum. Này. Cái phần này nó lại nghiêng nghiêng. Mấy hôm nay hình như hết chữ rồi không ạ? Tạm thời cho các ông xem thôi xong rồi. Mai rồi về tổng thể, mai có lẽ quay cái này này. Cái này cũng đẹp này. Cái này đẹp này. Nó nghiêng bên. Thân nó nghiêng bên. Tí chụp mấy cái kiểu ảnh. Có mấy cỡ cơ mà. Cỡ bên này xong rồi từ cái chỗ buộc dây. Thứ gì nhưng mà tôi quên rồi. Nhớ làm sao được. Để hòa dụng tôi bảo. Đấy. Đẹp không? Mày... Phải đúng rồi. Mai phải buổi sáng cơ. Buổi sáng đi văn chữ nó mới dồi dào được. Chứ bây giờ mệt rồi à. Ui dồi ôi. Tổ sư nó hòa biếc. Tùm lum. Ui ôi. Đẹp nhỉ? Toàn ở đây toàn khế ngọt thôi các ạ. Không có khế chua. À. Ui ôi. Thằng này bộ hàng đẹp đi. Đẹp à? Đẹp sao anh nhìn cái thân này, anh nhìn thân này anh so với hàng kia là hàng thân quá xấu luôn. À thế là bây giờ. Cặp bục châu ơi. Bây giờ là nó biết thế nào là xấu, thế nào là đẹp rồi đấy. Kìa, cái cây ngoài kia. Cây ngoài kia. Bây giờ anh Tiến Ca anh đang xem này, anh ấy tự hào mở mày mở mặt. Đẹp thì nó là đẹp thật. Lâu lâu lại có đứa nó bảo là đẹp. Hoa công nhận hoa rất nhiều, mấy cả gốc ấy. Gốc mấy bệ. Này. Úi giời. Sai bi bít luôn. Đẹp nhỉ? Nó phải tầm như thế này, tự hào. Mẹ cây nó mang lên tự hào cho gia chủ này. Úi giời. Sao con này lại xà xà như kiểu đéo gì nhỉ? Phải đỡ lên như thế này. Cứ đợi mua hàng đất. Hàng đất thì nói chung là nó cũng chỉ được như cái hàng cây này thôi. Mà mua ra thì nó hàng chậu đẹp như thế này không mua. Một tết.
Tết luôn. Hàng đất thằng Tuân nó còn chả bán này. Bảo là các cái hàng đất đi là để đấy để nuôi. Ui đẹp nhỉ, cây đéo nào cũng đẹp. Ấy mà các cái bà sỉ siếc ở đâu Hà Nội đâu không về. Ồ cũng bán hết rồi đây, cả một cái rãnh này so với video trước ấy. Mình cũng bỏ lỡ một cái giai đoạn. Chờ Việt Anh nó khỏi ốm rồi nó lên nó. Nó cũng live stream, nó cũng thế nọ thế kia. Chỗ này nó bớt đẹp đi rồi nhưng mà vẫn đẹp. Ừ nhỉ, thằng Việt Anh nó bây giờ làm tốt rồi mà thằng ấy nó lười thế nhỉ. Đéo chịu đi làm gì. Đây. Đẹp không? Cũng nhận là tôi thấy đẹp. Mẹ giờ lấy mà mang về lên Hà Nội biết đâu bán được 20 triệu thì này. Nói đùa vậy thôi chứ nó tùy mắt. Nhưng mà tôi cảm giác như những cái chậu này mà tầm 3 4 triệu, 5 6 triệu thì các bạn mua được chứ đừng nói là. Cây ngoài kia. Cây kia nghiêng kìa. Cây nào thì đẹp, cây đây cây nào cũng đẹp luôn. Mày điên à, cây ngoài kia đẹp hơn. Đằng scope. Đẹp nhỉ? Sai hoa bé bé bé. Đây là ra đây tao chỉ cái cây này này. Hàng này rẻ hơn. Hàng trộm nhựa rẻ hơn. Nhựa trắng rẻ hơn nữa. Đây tao chỉ cho một cây. Ui cây loại này đang quả này. Ui quả cả găng tay. Đấy, nó lại như thế này là nó không bảo mình là dán 502 rồi. Đây này tao chỉ cho mày cây này này. Cây này cũng nhiều hoa này. À dáng à? Mày điên là phải kết hợp cả hoa đi. Miu miu. Đâu nhỉ? Đây này cây này này. Cây nó nghiêng à. Đấy, vào mà chụp ảnh. Cây đằng sau rồi. Khách mày là ăn đây. Chứ kìa thẳng cái tay tao ra này. Nó nghiêng đây. Không phải chậu ý. Chậu đằng sau kìa. Chậu lạ cũng đẹp á? À? Mẹ à. Khách của em trong Nam người ta đầy khế, ta mua gì khế mà này. À trong Nam nhiều khế á. Ô mẹ trong Nam lại nhiều khế à. Còn tôi ở đây toàn khế ngọt thôi. Cái loại thẳng tưng thì khế chua nhưng khế chua lại phải ăn thử. Kiểu khế chua nó ít đi. Thế anh em ở đây làm cũng ít đi. Đi. Thôi thế thôi, ngày mai rồi lại cho các ông xem khế. Hôm nay chỉ thế thôi mà nói chung là đẹp. Còn trà này nói chung là mình không có duyên với cả mình cũng không chí thú quay trà lắm. Nó cái loại này bạch ta này. Bạch đây là bạch ta này. Đéo biết. Loại này có phải bạch ta không? Trà mình lại không có cơ duyên lắm. Chả biết nó là cái giống gì. Mua thì mình vẫn bán được. Giá cả cũng cạnh tranh. Nhưng mà nói chung là kiểu không chuyên môn ấy, sợ nói ra thì lại sai ấy. Ừ. Bao nhiêu năm anh em làm trà nhưng có để ý đâu. Kiểu vẫn bán cái hàng chợ. Xong rồi bắt đầu năm nay thì có tí vo vẽ thế là bán cái hàng cao cấp hơn. Nhưng đi sâu vào hàng thế với cả đi sâu vào các cái hàng này mình lại phải cần phải có cái vốn kiến thức. Nó sâu đậm hơn. Nó lười nữa. À, Thành nó sẵn sàng nó dắt mình đi xong rồi nó hướng dẫn các thể loại từ kỹ thuật trồng xong rồi các thứ linh tinh chăm sóc ấy. Nhưng mà nó nói bao nhiêu là tí nó đầu óc ra lại quên hết bấy nhiêu. Cứ vào bao nhiêu là kiểu chữ thầy giả thầy ấy. Đấy. Loại này đang ít hoa này. Ôi tạm biệt mọi người ở video này nhá.